chiêm ngưỡng linh vật rồng dài gần 40 mét bên sông Hương. Chào đón năm Giáp Thìn, chính quyền thành phố Huế tổ chức hội xuân tinh hoa đất trời chuyển mình bứt phá bên dòng sông Hương từ công viên Lý Tự Trọng về cầu Trường Tiền. Hội hoa xuân diễn ra từ ngày 24 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Giáp Thìn. Ngoài trang trí hoa lá, tiểu cảnh, chính quyền thành phố cũng đã tạo mô hình hai con rồng trầu mặt nguyệt ở bia Quốc học Huế và rồng vàng bay lên ở đài phun nước trước mặt trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Linh vật rồng được chọn đặt bia Quốc học là rồng thời Nguyễn. Thiết kế là sự tổng hòa của hình tượng rồng lớn kết hợp tạo hình trăm hoa đua nở của vùng đất cố đô. Linh vật hội tụ đầy đủ đặc điểm được cho là tốt đẹp nhất của 9 con vật có thật gồm thân rắn, vảy cá chép, đầu lạc đà, sừng hươu, chân hổ, móng vuốt đại bàng, tai bò, mũi và bờm sư tử, đuôi gà trống. Linh vật dài gần 40 mét được chế tác từ khung sắt, vải, xốp. Các họa tiết đầu, sừng, vảy rồng được chế tác tinh xảo. Khi hai con rồng được thắp sáng đèn đã thu hút người dân và du khách đến chụp hình lưu niệm.